chiên mà anh em đánh chống kìa. Linh vị của đại đế Quang Trung từ từ tiến lên lễ đài để đặt vào an vị, và tất cả những quý vị mặc đồ tướng quan dưới thời Quang Trung, quý vị nhìn lên sân khấu để chúng ta cùng nhớ lại khí phách hào hùng của vua Quang Trung cách đây 226 năm, đã đại phá quân Thanh vào ngày mùng năm Tết, làm cho quân Thanh phải bạc hùng khiếp vía.